đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ bắt đầu một tuần mới với một thực đơn mới. Và người sẽ hướng dẫn chúng ta thực hiện món ăn trong tuần này đó chính là đầu bếp Văn Thành. Thưa quý vị, một thực đơn vẫn theo tiêu chí ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Vẫn chưa đủ bên trong, còn chế biến trong tích tắc nữa. Chính xác, món ăn mở đầu cho thực đơn tuần này sẽ là một món rất là dễ làm mà không kém phần hấp dẫn. Từ nguyên liệu là những miếng đậu hũ như thế này. À hay quá, không biết món ăn ngày hôm nay có tên là gì ạ? Thưa quý vị, đó là món đậu hũ sốt mè mayonnaise. Để thực hiện món đậu hũ sốt mè mayonnaise, chúng ta cần chuẩn bị một miếng đậu hũ cắt làm hai, hẹ lá, ngò rí, ớt cắt sợi, một khúc cà rốt khoảng 5 cm, 3 tay nấm mèo, mè rang, dầu mè, gừng băm, ớt băm, một số gia vị thông thường và một loại sốt thơm ngon, đó là sốt mayonnaise aji mayo. Trước tiên anh sẽ cắt sợi cà rốt và nấm mèo. Nấm mèo mình cũng cắt sợi như thế. Phần hẹ này khoảng 5 cm ha. Minh Châu biết chọn đậu hũ như thế nào cho ngon không? Thì đậu hũ miễn là có xuất xứ rõ ràng, mua trong siêu thị thì chắc là ngon. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà thêm một cái nữa, mình nên chọn đậu hũ hơi già một chút á, thì khi mình tẩm bột, tẩm phô chiên giòn, ai sẽ biết mình chiên á, nó sẽ ngon hơn. Ủa, đậu hũ già cái chiên ngon hơn hả? Như vậy có nghĩa là đậu hũ non thì mình dùng chế biến những cái món như là súp hay là gì đó thì nó sẽ ngon, còn đậu hũ già thì cái chiên thì sẽ tốt hơn phải không ạ? Đúng vậy. Quý vị khán giả thân mến, khi làm món đậu hũ sốt mè mayonnaise, quý vị nhớ là chúng ta sẽ dùng đậu hũ hơi già một tí, như vậy thì khi chiên sẽ ngon hơn. Bây giờ anh sẽ tẩm đậu hũ với lại bột tẩm phô chiên giòn Ajibit. Minh Châu giúp anh bắt cái chảo lên bếp cho dầu vào nha. Rồi bây giờ anh sẽ tẩm đậu hũ với lại bột tẩm phô chiên giòn nha. Anh Thành biết sao không, bộ tẩm khô chiên giòn Ajibit này nè rất là tiện lợi, đặc biệt là dành cho các bà nội trợ mà không có nhiều thời gian á. Bởi vì chúng ta sử dụng bột tẩm khô chiên giòn Ajibit á, đã có sẵn gia vị trong đó nên rất là vừa ăn. Dạ. Rồi dầu nóng rồi Minh Châu ơi, bây giờ chúng ta bỏ đậu vào chiên nha. Đó. Hai, hai miếng đậu hũ. Minh Châu xem giúp mình anh chiên cho vàng nha. Dạ. Trong thời gian này anh sẽ pha sốt. Chúng ta sẽ sử dụng 2 muỗng canh sốt mayonnaise mayo. Thêm vào 1 muỗng canh nước tương lisa. Ừ. Anh Thành ơi, sao anh nói sốt mè mà em thấy mới chỉ có sốt mayonnaise với lại nước tương thôi vậy? Bây giờ là sẽ có mè. Chúng ta sẽ sử dụng 2/3 lượng mè rang đập dập. Nhưng mà Minh Châu và quý vị nên sơ chế mè trước khi rang nha, để loại bỏ các bụi của mè. Mè này em thấy nhỏ xíu à, anh Thành làm sao mà sơ chế? Sơ chế rất là đơn giản, chúng ta cho mè vào nước thì mè nhẹ sẽ nổi lên trên và các bụi nặng sẽ chìm xuống đây, sao nó không tan bớt mè ra. Ồ, hay quá. Quý vị khán giả thân mến, một cái mẹo rất là nhỏ thôi nhưng mà vô cùng quan trọng để làm món ăn ngon hơn, đó là chúng ta sẽ cho mè vào trong nước nè, mè nhẹ sẽ nổi lên trên còn các tạp chất thì sẽ lặn xuống dưới. Như vậy chúng ta đã sơ chế thành công phần mè rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho 2/3 lượng mè, khuấy đều cái sốt này. Anh ơi, đậu hũ được chưa? Rồi, đậu hũ đã vừa vàng rồi đó. Dạ. Mình sẽ vớt đậu hũ ra để cho ráo dầu nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt chảo lên xào nguyên liệu phụ này nha. Cho vào một chút dầu. Chảo nóng chúng ta sẽ phi thơm gừng, ớt. Những loại gia vị có cái mùi rất là thơm đặc trưng. Anh Thành ơi, có phải anh Thành băm nhỏ ớt hiểm không? Ớt hiểm này mình bỏ hạt đi. Rồi mình băm nhuyễn. Hai, để anh đảo cho. Mình phi cho nó vàng thơm là được không ạ? Thơm đó, được đó. Bây giờ sẽ cho nấm mèo và cà rốt vào nha. Nấm mèo và cà rốt thì chín lâu hơn là hẹ đúng không ạ? Đây, giờ anh sẽ nêm vào đây 1/2 muỗng cà phê, nêm ăn chưa ngon. Và 1/3 muỗng cà phê tiêu. Anh sẽ cho vào đây một chút xíu dầu mè cho thơm nha. Rồi bây giờ nguyên liệu đã vừa chín tới nè. Mình cho hẹ vào rồi tắt lửa nha. Dạ. Bây giờ đậu hũ đã ráo dầu, chúng ta cắt đậu hũ. Bây giờ anh sẽ cho sốt lên. Thưa quý vị, còn một điều nữa, đó là sự kết hợp của sốt mayonnaise aji mayo có vị béo nhẹ với đậu hũ, lại có thêm rau củ xào thì sẽ cho món ăn có một hương vị độc đáo và rất là hấp dẫn. Đây, anh sẽ cho sốt lên nhé Minh Châu. Dạ. Sau khi cho sốt, mình sẽ cho rau củ lên trên mặt ha. Anh sẽ cho một chút mè lên nha. Điểm thêm ngò và ớt cho đẹp nha. Đây. Em đang rất tò mò về cái sự kết hợp giữa sốt mayonnaise aji mayo cùng với lại nước tương lisa và mè trắng đó anh. Đây, em mời Minh Châu dùng thử. Em cảm ơn anh Thành.
Quý vị khán giả thân mến, khi chúng ta thử món ăn này, điều đầu tiên rất dễ nhận thấy đó là mùi thơm dịu nhẹ và ấm áp của gừng nè, của mè nè. Và khi mà chúng ta thưởng thức thì quý vị sẽ cảm nhận ngay được độ giòn của các nguyên liệu. Và bên cạnh đó là vị chua béo rất hài hòa của sốt mayonnaise aji mayo kết hợp với nước tương lisa và với mè, tạo thành một hương vị rất lạ, rất đặc biệt và đảm bảo là rất khó quên đó ạ. Anh cảm ơn lời khen của Minh Châu. Chúc quý vị thành công và ngon miệng. Ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Và quý vị cũng đừng quên thường xuyên đón theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau rất nhiều những món ăn ngon. Và bên cạnh đó còn rất nhiều những thực đơn đúng theo tiêu chí ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Giống như thực đơn tuần này đã được mở đầu bằng món đậu hũ sốt mè mayonnaise. Và quý vị hãy nhớ thường xuyên đóng góp để chương trình ngày một hay hơn, hấp dẫn hơn thông qua hai cách rất quen thuộc. Đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số 083-823-7557. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết rồi. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại.